Thưa quý vị và các bạn, đề án làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là chương trình hỗ trợ làm nhà cho người nghèo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Với khối lượng công việc lớn để đảm bảo tiến độ đề ra, tỉnh Điện Biên đã gấp rút chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm nhà để các hộ nghèo được đón Tết trong những ngôi nhà mới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Là hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết theo đề án 09, sau hơn 3 tháng với sự hỗ trợ của người thân bạn bè, đến thời điểm này, ngôi nhà của gia đình anh Cà Văn Minh ở bản Nong Bua, xã Nong Hẹt đã cơ bản hoàn thành. Hiện tại gia đình anh đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để được đón Tết trong ngôi nhà mới, khang trang. Đây sẽ là động lực lớn giúp anh vươn lên. Đảng và nhà nước quan tâm là hỗ trợ giúp tôi là làm được xây được cái ngôi nhà đẹp khang trang như thế này thì tôi rất vui mừng và rất phấn khởi. Giờ thì cuộc sống cũng ổn định, thì đỡ vất vả hơn. Thực hiện đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trên địa bàn huyện Điện Biên có 715 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà. Sau một thời gian quyết liệt triển khai, đến thời điểm này hầu hết các xã đã cơ bản hoàn thành 100% nhà đại đoàn kết. Hiện đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho các gia đình để đón Tết trong những ngôi nhà mới. Đối với cấp ủy, chính quyền xã thì cũng đã thành lập ban chỉ đạo và đã thông báo rất rộng rãi và cũng tổ chức các cái cuộc vận động. Thì kết quả là đợt 1 thì xã cũng đã trình và được sự quan tâm của cấp trên phê duyệt cho 41 hộ, tương đương với 41 nhà. À, đến giai đoạn 1 thì đến nay thì tổng số là 41 trên 41 hộ thì đã hoàn thành. Trong quá trình triển khai làm nhà để đảm bảo tiến độ đề ra, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân. Tính đến ngày 31 tháng 12, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành gần 4.890 nhà, đạt 98% kế hoạch. Các nhà được xây dựng đều đảm bảo yêu cầu về quy mô, chất lượng. Chúng tôi đánh giá là cái tiến độ từ khi mà từ tháng 9 đến nay là tiến độ phải nói là rất là nhanh. Với cái việc và cuộc tích cực của ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, sự đồng tâm hiệp lực cũng như là đồng thuận của người dân thì dự án đã triển khai có thể nói là rất là thuận lợi và đảm bảo tiến độ cũng như là cái chất lượng của các cái công trình nhà ở của người dân. Với mục tiêu 100% hộ nghèo được hỗ trợ sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hiện các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ làm nhà, khẩn trương hoàn thiện những căn nhà mới để người nghèo được đón Tết ấm áp, an lành, hạnh phúc trong những ngôi nhà đại đoàn kết.